Hello mọi người, lại làm đây. Trên kênh của mình thì cũng có mấy bạn hỏi mình về sim cũng như là wifi khi mà ở bên Nhật này thì mình dùng như thế nào. Thì ok, video hôm nay mình sẽ review chi tiết cho mọi người hiểu rõ hơn về sim hay là mạng wifi khi mà mọi người sống và làm việc ở bên Nhật Bản nha. Ok, mình là Tư và mọi người đang xem video trên kênh Tumi Vlog Vivo Nhật Bản. Rồi thì có mấy bạn hỏi mình là mang sim ở Việt Nam sang bên Nhật này xài được không? Thì mọi người nghĩ là mình mang sim ở bên Việt Nam mình sang bên Nhật này xài được không? Tất nhiên là không rồi, tại vì nhà mạng ở Việt Nam là ví dụ là Viettel nè, hay là Mobifone hay là Vinaphone, thì cái vùng mạng đó nó nằm trong cái lãnh thổ của đất nước Việt Nam mình thôi. Khi mọi người sang nước ngoài thì mọi người phải xài mạng của cái nước đó nha. Đó, thì khi mà mọi người sang Nhật này mấy cái sim ở Việt Nam là không có xài được đâu. Đó, nên là bắt buộc sang đây là mọi người phải xài sim ở bên Nhật này nếu như muốn xài nha. Còn không xài thì cũng được, hiện tại thì mình cũng không có xài sim mọi người ạ. Đó, mình chỉ dùng wifi thôi. Ok, đầu tiên thì mình sẽ review về wifi trước nha. Đó, thì đây là cái cục wifi. Đó, cục wifi này là cục wifi cầm tay nha. Đây, mọi người bảo. Đây, nó như thế này đây. Thì cái cục này á, là mình sạc pin xong rồi mình dùng. Thì cái cục này á, mọi người mang đi đâu cũng được hết. Mọi người chỉ cần bỏ vô túi vậy nè, xong rồi đi thôi. Ví dụ mình đi chơi gì đó, mình bỏ vô cái ba lô mình mang đi. Đó, nó cục wifi di động. Thì cái cục này á, khi sang đây mọi người mua cái cục này nó có nhiều loại. Ví dụ là cái cục mình đang xài đây á, là cái này chỉ có 240GB một tháng thôi. Nếu như mọi người xài hết 240GB á, thì mạng nó cực kỳ lắc nha. Kiểu như là mình chỉ nhắn tin được thôi chứ mình không xem video được. Thì nó là 240GB một tháng, là giá là 4 cent cho một tháng. Cũng có những loại là gọi là full dung lượng nha. Ví dụ là xài bao nhiêu cũng được hết. Thì cái này là xài hết pin là sạc, hết pin là sạc. Đó, mọi người cầm đi đâu cũng được. Tại sao mình lại xài cái cục wifi cầm tay như thế này thì xíu nữa thì mình sẽ giải thích cho mọi người hiểu. Và ngoài cái cục wifi cầm tay này ra thì tất nhiên sẽ có thêm những cái loại wifi khác nữa. Ví dụ như là wifi mọi người kéo dây, như là ở Việt Nam mà đó có cái cục phát sóng wifi mọi người kéo dây tới, mọi người đăng ký với nhà mạng. Rồi có thêm một cái loại wifi nữa là cái wifi nó tên là con chó, wifi con chó. Thì cái loại đó là full dung lượng, các bạn sẽ đi đăng ký ở ngoài cái cục nhà mạng nha. Phòng mình thì không có xài cái cục đó. Thì ok, mình sẽ đi sang cái phòng của mấy đứa bạn mình thì đang xài cái cục wifi đó. Mình sẽ review cho mọi người xem. Rồi ok, đây là cái cục wifi con chó nè mọi người. Đây là nó của hãng Softbank nha. Thì cái này là mình cắm dây mình xài. Đó, mọi người đi ra ngoài cái chỗ cái trụ sở của cái Softbank này nè, mọi người đăng ký nha. Cái này là anh Hiếu xài bao nhiêu tiền một tháng vậy? 4 cent à? 4 cent một tháng là full dung lượng đúng không? Là nó trừ vô thẻ luôn. À. Đó, mình có thêm một sự lựa chọn đó là mọi người xài cái cục này nha. Đây, ở bên phòng bên đây thì cũng có xài cái cục wifi đó. Đây. Đây là cái cục wifi Softbank nè mọi người. Đó, cái này là full dung lượng nha. Cái này nhiêu tháng em Thành? 5 cent 3. Tại vì mọi người đi đăng ký ở ngoài nhà mạng á, nhiều khi được khuyến mãi thì giá nó sẽ rẻ hơn nha. 5 cent 3 một tháng, hai người xài thì một người khoảng 2 cent 7, 2 cent 8 gì đó. Thì còn một loại wifi nữa, đó là wifi cố định, là mọi người kéo dây tới. Thì cái wifi này á, ở cái ký túc xá mình ở đây á, là không có được kéo dây tới, nên là không có ai xài hết trơn á. Thì nếu như mà cái mấy bạn nào mà ở ngoài cái nhà riêng, ở những cái chung cư á, thì mình có thể mình lắp đặt những cái wifi đó nha. Ngày xưa là nhà trên nhà mi mèo của mình á, là lắp đặt bằng cái wifi đó. Ok, thì đó là về wifi nha. Cách thức mua thì xíu nữa thì mình sẽ chỉ cho các bạn làm thế nào để mình mua hoặc là mình đăng ký những cái dùng những cái wifi này. Còn về sim điện thoại như thế nào, sim điện thoại ở bên Nhật này á, nó có hai loại. Một là mọi người có thể nghe gọi được, và hai là mọi người chỉ dùng mạng thôi, không có nghe gọi được. Cái đó thì mấy bạn Việt Nam bán rất là nhiều nha. Xíu nữa thì mình sẽ review cho mọi người xem là mấy bạn nó bán như thế nào. Đó, thì mình cũng đang xài cái loại sim mà chỉ là lên mạng được thôi chứ không có nghe gọi được. Thì
cái loại mà lên mạng được á, mọi người có những cái gói chọn lựa như là thí dụ 2GB một tháng đó, 3GB một tháng, 5GB một tháng, rồi mình sẽ mua đứt nó trong vòng 12 tháng. Ý là mình mua một cái sim đó mình xài trong vòng 12 tháng, hết hạn cái sim đó thì mình vứt. Đó, còn mình cũng có thể đăng ký những cái sim nghe gọi được nha, nhưng mà giá một tháng nó hơi mắc. Thí dụ 2GB một tháng nhưng mà một tháng mọi người tốn tiền khoảng 1 cent mấy, 2 cent. Đó, thì nói chung là nó mắc hơn rất là nhiều so với cái sim mà không có nghe gọi được. Nhưng mà thật sự mọi người cũng không có cần mua những cái sim mà nghe gọi được đâu, tại vì sống ở bên Nhật này bạn bè mình cũng không có nhiều nữa. Với lại là nhiều khi bạn bè mình có đấy, nhưng mà mấy đứa bạn mình chắc gì nó đã có cái sim để nó nghe gọi được đó, đúng không? Mọi người chỉ cần bật wifi lên, mọi người gọi qua Facebook hay là Zalo này kia thôi là được rồi. Đó thì ok, bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem là làm thế nào để mình mua hoặc là mình đăng ký những cái wifi hay là sim mạng khi mà dùng ở Nhật nha. Rồi, làm sao để mọi người có thể mua sim hoặc là lắp đặt wifi, mua wifi hay gì đó, thì mọi người chỉ cần lên Facebook, mọi người gõ vô sim data đó, mọi người enter ra cái, sau đó là mọi người bấm vô bài viết, sẽ có rất nhiều bạn Việt Nam bán cái kiểu như thế này. Đây, mọi người có thấy cái bài viết đây không? Đây, mình sẽ zoom lại cho mọi người xem. Sim 2GB một tháng mua đứt chỉ 4 cent. Đây mọi người nhìn nè, 2GB một tháng nè, mua đứt 1 năm chỉ 4 cent, sim Docomo 5GB trên 8 tháng đó là cũng 4 cent luôn. Đây là mọi người mua cái sim này á, mình xài trong vòng 8 tháng thôi, và 1 tháng á, 8 tháng thôi thì 1 tháng chỉ được 5GB đó. 20GB 6 tháng là 5 cent rưỡi. Đây là cái sim dạng như thế này nè, nó cũng của cái hãng Shopbank này luôn, và cái này của mấy bạn Việt Nam bán nha. Đó, thì cái sim này là mọi người chỉ dùng mạng thôi, mọi người không có xài kiểu gọi nghe gọi được nha. Đây mọi người thấy quá trời không? Đây sim 100GB nữa nè. Đó, 100GB trong 1 tháng nha. 3 cent rưỡi đây, 3 cent rưỡi 1 tháng thì mọi người được xài 100GB, hết 100GB thì xài cái dạng mà không xem video được. Đó, đây wifi cầm tay nè, mọi người thấy cái chữ wifi cầm tay đây không? Là cái cục wifi giống như mình đang xài đây nè. Đó, mấy bạn Việt Nam bán không nè. Đây, cái cục này mình đang xài là giá 4 cent nha, còn đây là 100GB nó đã 3 cent rưỡi rồi, này 200GB mà 4 cent 6 nè, là nó mắc hơn cái cục mình đang xài. Đó. Đây, rất là nhiều bạn Việt Nam bán luôn, cái này mọi người nhìn nè, toàn là Việt Nam bán không nè. Đó. Rất nhiều luôn. Đây. Quá trời luôn. Người chỉ cần bấm lên xong rồi mọi người nhắn tin thì mua của mấy bạn này thôi, rất là dễ. Ok, wifi thì cũng như thế. Wi-Fi cầm tay. Rồi mình search Wi-Fi cầm tay là tự nhiên nó ra rất là nhiều mọi người. Đây mình bấm vào bài viết một cái đã ra thôi à. Đây mọi người thấy Wi-Fi cố định không? Ở đây nó ghi là giảm cước nè. Nè, giảm cước 2 cent trên 1 tháng nè. Nó nhận thêm khuyến mãi 24 nè, là mọi người sẽ gắn cái cục Wi-Fi cố định như cái này nè, thấy không? Đó, rất là nhiều. Đó, đây sim Wi-Fi cầm ý là sim data wifi cầm tay. Đây, đó wifi kiểu như thế này đây, wifi cố định tốc độ cao, nhận ngay 24 cho các bạn mới chuyển nhà. Đó, khi mà mình đổi sang nhà mới á, nhiều khi không có wifi á, đây cái cục giống như mình nè, mọi người thấy không? Cục y chang nè. Đó, 3 sen 600 GB, 4 sen 8 200 GB. Ui mắc thế, bán mắc hơn cục mình đang xài rất nhiều nha. Đó. Đây con chó full dung lượng cắm điện là dùng giá hạt rẻ. Đây là cái cục mà mấy đứa bạn mình đang xài nè. Còn này là mấy bạn Việt Nam bán. Mình thí dụ mình có mua thì mình sẽ đi ra thẳng ở ngoài đúng cái trụ sở của nó rồi mình đăng ký với người Nhật luôn nha. Đây. Ok. Có một số lưu ý đối với mọi người khi mà muốn mua sim hoặc là wifi ở bên Nhật này á, những cái cục như thế này á, là mọi người mua á, thì tốt nhất là khi mà mình nhận hàng rồi thì mình hãy chuyển khoản cho người ta nha. Đó, mọi người khi mà mua mọi người hãy liên lạc, mọi người thảo luận với người ta trước, mọi người nói là à ok em nhận cái cục này xong em mới chuyển khoản cho anh. Chứ nếu như mọi người chuyển khoản cho người ta trước á, nhiều khi có mấy bạn Việt Nam lừa nha. Thật sự là cái chuyện đó là có nha, đó là mọi người chuyển khoản xong là người ta không có gửi hàng cho mình đâu, và mình cũng không có kiện cáo được gì đâu nha. Nên là hãy nhận hàng rồi mọi người hãy trả tiền cho người ta. Ok, vậy thì nên dùng loại wifi nào hay là dùng sim như thế nào là hợp lý? Theo như cá nhân mình á, nếu như mà bạn nào thích đi chơi nhiều đó, thích đi chơi đây đi đó gì kia, thì mọi người nên mua cái cục cầm tay như thế này. Khi mà mình đi chơi thì mình bỏ bỏ vô túi mình xài thôi đó.
Còn nếu như mà bạn nào mà ít đi chơi á thì mình nên xài cái cục mà dạng wifi cố định ở nhà, hoặc là mua cái cục con chó hồi nãy cũng được. Đó là mình để ở nhà tại vì nó full dung lượng với là nó mạnh, cái cục này nó hơi yếu nha, mạng sóng nó hơi yếu. Đó cái con chó với lại wifi cố định thì nó sẽ mạnh hơn. Là mọi người để ở nhà mọi người dùng. Sau đó là nếu như mà mình có đi ra ngoài á, mình đi chơi á thì mình mua một cái sim 2 GB một tháng thôi, giống như mình đang xài nè, 2 GB một tháng, mọi người mua đứt trong vòng 12 tháng thì tầm 4 cent đó, 4 5 cent gì đó. Là tính ra một tháng thì có mấy trăm yên thôi, thì để 2 GB đó mình dùng để mình đi chơi, mình ra tàu này kia, hoặc là mình nhắn tin, mình gọi điện với bạn bè của mình thôi. Đó tại vì mình ra ngoài đường chơi mà mình cũng đâu có cần dùng wifi nhiều đâu. Thật sự thì ở những cái ga tàu nó cũng vẫn có wifi cho mọi người xài, nhưng mà kiểu như nó hơi yếu á, mình có sim mình xài thì nó ok hơn. Đó. Và nói chung là tốt nhất là xài wifi cố định nha. Còn cái cục này thì cũng tiện, tại vì nếu như mà ai sống một mình một người á thì mọi người xài cái cục wifi cố định kia á, nó sẽ mắc tiền. Tại vì 4 5 sen, là 4 5 sen một tháng, thì ngày xưa là 4 5 sen gần 1 triệu đồng á, một tháng mọi người xài wifi thì nó hơi là mắc đó. Nên là ví dụ cục này thì mọi người xài nó nhiều khi nó sẽ rẻ hơn. Và khi sang Nhật này á, nhà ở hay là những cái dụng cụ bếp núc rồi giường này kia đó là người Nhật người ta sẽ chuẩn bị cho mình sẵn. Còn wifi là mình sẽ phải tự chuẩn bị nha. Người Nhật sẽ không có chuẩn bị wifi sẵn cho mọi người đâu, và cũng không có lắp đặt sẵn wifi gì hết. Mình là phải tự chuẩn bị wifi cho mình xài nha. Và một điều lưu ý nữa là mọi người đừng nên dùng wifi của senpai để lại. Tại sao? Tại vì thường khi mọi người sang á, là senpai sẽ còn làm khoảng 1-2 tháng nữa chỉ việc cho các bạn á, xong rồi senpai sẽ về nước. Thì nhiều khi người ta để cái cục wifi con chó đó đó để lại cho các bạn xài, nhiều khi cái cục đó nợ phí, chưa có trả tiền của nhà mạng đó. Mọi người vào mọi người xài á thì mọi người nhiều khi là phải trả bù tiền cho senpai ngày trước nữa, thì lúc đó là mình cũng không có khiếu nại cho ai được đâu nha. Tốt nhất thì mình nên hỏi senpai hoặc là bạn bè gì đó, rồi là mình tự mình đi mình mua những cái cục wifi như thế này, hoặc là đăng ký những cái cục wifi kia tự mình mua mình xài nha, chứ đừng có xài lại đồ của người ta. Nói chung là ở bên Nhật này nhiều cái rất là khó xử. Thì mình nói đây để nhắc nhở mọi người chú ý một xíu thôi. Mình không khuyến khích các bạn dùng những cái sim 100 GB, 300 GB một tháng nha. Tại vì mọi người dùng sim á là kiểu như mình bật 3G, 4G lên mà, đúng không? Thì mọi người khi mà dùng mạng 3G, 4G pin nó sẽ dễ bị chai hơn là mọi người xài wifi. Với lại là nếu như mà ai dùng máy tính như mình nè, thì khi mà mọi người muốn xài wifi á, mọi người phải bật 3G, 4G của điện thoại lên rồi phát qua máy tính mới xài được, đúng không? Chứ không phát lấy gì qua tính máy tính xài đó. Mà khi mà mình coi phim bằng máy tính này kia thì cái điện thoại bật wifi lên, bật bật 3G lên thì hao pin điện thoại nữa. Nên là mình không có khuyến khích mọi người xài sim 100 300 GB nha. Nên xài những cái cục wifi như thế này, kệ, nếu như mà nó có chai pin thì thôi kệ nó, đúng không? Ok, và đó là tất tần tật những cái thông tin mà mình biết về sim và wifi khi mọi người đi làm ở bên Nhật Bản này. Nếu như mà mọi người còn có cái gì đó thắc mắc thì có thể để lại comment bên dưới video nha. Còn video này thì mình sẽ kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.